Có những người cho rằng đầu tư chứng khoán là hình thức của cờ bạc, trong đó kết quả phụ thuộc vào sự may mắn và không có nhiều sự kiểm soát về kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, đó không phải là quan điểm chung và cũng không chính xác. Đầu tư chứng khoán là một hoạt động đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và nỗ lực phân tích thị trường. Do đó, những người đầu tư chứng khoán thành công thường không phải chỉ may mắn. Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng các kỹ thuật đầu tư khác nhau để giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đạt được lợi nhuận. Tuy nhiên, như bất kỳ hình thức đầu tư nào khác, đầu tư chứng khoán cũng có thể mang đến một mức rủi ro và khó khăn cho những người đầu tư không có kiến thức và kinh nghiệm cần thiết. Do đó, trước khi quyết định đầu tư chứng khoán, bạn cần phải tìm hiểu và nghiên cứu kỹ để đưa ra quyết định có hợp lý và cân nhắc rủi ro.